Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay mình tiếp tục dẫn quý vị các bạn đến thăm một vườn quất trên Trung Du Thập Sơn này. Quất này trồng trên Trung 50 và cả trồng trên thâm nữa. Vườn này có địa chỉ tại thôn Trấn Đông, xã Hoàn Long, huyện Mỹ, tỉnh Yên các bạn nhé. Và mình sẽ để số điện thoại của anh chủ vườn, nếu quý vị các bạn có nhu cầu mua thì các bạn điện trực tiếp vào số điện thoại đây. Các bạn có thể tham khảo giá trực tiếp từ anh chủ vườn và không qua bất kỳ khu không gian nào. Mình cũng chỉ là người kết nối giữa người mua và người bán thôi. Vườn quất rất là đẹp, quả rất là to. Đấy, các bạn thấy quả vừa sai, lá vừa xanh. Với dàn quả này thì không chê vào đâu được. Là mình dẫn quý vị các bạn đi vào cái tham quan cái vườn quất này nhé.